Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với mùa giải mới của tựa game FIFA Mobile Hàn Quốc. Đó chính là mùa giải Top Transfer năm 2022, bao gồm những cầu thủ hot nhất của mùa giải chuyển nhượng hè năm 2022 của các đội bóng. Một vài cái tên chúng ta có thể kể đến như là Erling Haaland, Anthony, Darwin Núñez và rất rất nhiều cái tên khác. Bên cạnh sự xuất hiện của các cầu thủ đương đại thì còn có sự xuất hiện của rất nhiều các huyền thoại. Và không để anh em chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào những cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải Top Transfer năm 2022. Cầu thủ đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó chắc chắn là Jesse Lingard, tân binh của Nottingham Forest, là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất ở trong game cũng như là ngoài đời. Với sức mạnh, thể hình cũng như là khả năng kỹ thuật của mình thì mình luôn đánh giá Jesse Lingard là một trong những thẻ cầu thủ mạnh nhất của mọi tựa game FIFA. Ẩn chứa sâu bên trong anh không chỉ là những bộ chỉ số cúi bắp như trên màn hình đây, mà còn là cả một AI mà nhà phát hành xây dựng riêng cho mình, Jesse Lingard. Những pha bóng 1 đối 1 anh hoàn toàn có thể sút ra ngoài, chuyển hóa bàn thắng vào cơ hội. Đó là những gì mà anh làm cho chúng ta có thêm một đức tính nữa, đó chính là đức tính kiên trì. Sau trường hợp của Jesse Lingard thì sẽ có rất nhiều các cầu thủ khác mà những cầu thủ này anh em nên chú ý để có thể đưa về đội hình của mình. Tuy nhiên, với giá cầu thủ trên trời như thế này thì anh em cứ để đến tầm mấy thời gian nữa mua, để đến cuối sự kiện mua thì càng tốt. Thật ra cái mùa Top Transfer năm 2022 này chỉ có một vài cái tên có thể dùng được thôi. Cái tên đầu tiên chúng ta có thể nói đó chính là Patrick Kluivert, một trong những ST gọi là quốc dân tiếp theo của tựa game này. Anh em có thể nhìn thấy 2 chân 5 năm, thể lực gần như là full vạch, kỹ thuật 5 sao, tăng tốc độ chạy chỉ số đều trên 200 và khả năng dứt điểm cũng trên 200 anh em ạ. Mình đã soi chỉ số của tất cả các cầu thủ mùa này rồi, chỉ có Patrick Kluivert và Chabungkul là hai tiền đạo có chỉ số ác liệt như này thôi. Kể cả trường hợp của Erling Haaland thì còn phải hít khói cho Patrick Kluivert nhiều anh em ạ. Cầu thủ thứ hai là Papen Nedved thi đấu vị trí LM, là một trong những sự lựa chọn bên cạnh Son Heung-min của mùa giải Tòa Ti hay mùa giải UTUTS. Thật ra thì nhiều top người ta hay lựa chọn sơ đồ 4-1-2-1-2 kim cương rộng, nơi có sự xuất hiện của chỉ một CDM, một LM và một RM. Vì vậy vị trí của Papen Nedved ở vị trí LM cũng tương đối hot. Anh em có thể lên và xem số người đặt mua để biết được độ hot của Patrick Kluivert cũng như là Papen Nedved nha. Cầu thủ thứ ba còn nổi bật hơn rất nhiều đối với anh em fan MU, đó chính là Nemanja Vidic. Bộ chỉ số của Vidic được xem là một trong những CB quốc dân tiếp theo của tựa game này, khi mà anh có OVR lên đến tận 117 và các bộ chỉ số khác cũng tương đối ngon. Chỉ số ẩn đánh đầu mạnh, không có chỉ số ẩn cứng như thép, và có một chỉ số ẩn mới hình như mình thấy mới xuất hiện trong tựa game này, có nghĩa là mình thấy nhiều bạn dịch ra trên group là động viên đồng đội, nhưng mà mình cũng không biết đọc cái chỉ số ẩn này là gì. Nemanja Vidic thì hiện tại có tận 15 người đặt mắc, mà tổng cộng thì mình rơi ở đâu đó khoảng 25 người đang có nhu cầu mua Nemanja Vidic. Tiếp theo như mình đã nói là Chabungkul, anh em có thể nhìn bộ chỉ số của Chabungkul chạy nhanh hơn Patrick Kluivert một đơn vị, nhưng mà mình thấy rằng với cái thể hình nhỏ con của mình chỉ chiều cao 1m7x thôi thì Chabungkul chắc chắn là sẽ chạy nhanh hơn Patrick Kluivert. Các bộ chỉ số còn lại thì tương đối khủng khiếp, và như anh em đã biết rồi, Chabungkul là huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc, và tất nhiên tựa game của FIFA Nexon thì chắc chắn sẽ có một AI vô cùng đặc biệt. Mình thì mình không dám đánh giá là Chabungkul có hay hơn Patrick Kluivert ở trong game này hay không, hay là ở thẻ mùa giải này hay không, nhưng mà mình đánh giá rằng bộ cặp tiền đạo Chabungkul và Patrick Kluivert của mùa Top Transfer 22 chắc chắn là một trong những cặp tiền đạo đỉnh nhất game. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vị trí LB của Ashley Cole. Thật ra thì vị trí LB hiện tại cũng không có quá nhiều cái tên nổi bật. Anh em có thể nhìn hầu như là các top chỉ dùng theo Hernandez của mùa UTUTS hoặc là mùa UTOTI. Nhưng mà Ashley Cole cũng là một sự lựa chọn đáng tiền. Trường hợp tiếp theo là Fanjon Kosola với bộ chỉ số siêu đẹp. Mình phải nói là siêu đẹp, có tận 5 chỉ số ẩn. Nhưng mà một điều nữa là mình đã nói rất nhiều thì ở vị trí CF, và hầu như CF từ trước giờ Puskas, Pele hay kể cả Eusebio, huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha, thì trong game cũng rất ít được sử dụng. Chúng ta sẽ đến với Sebastian Schweinsteiger, một trong những CM hàng đầu của bóng đá Đức thời gian trước, bên cạnh Mesut Ozil, Thomas Müller hay là Toni Kroos. Sebastian Schweinsteiger thì còn có một team Kohler rất mạnh là team Kohler của Manchester United. Thật ra thì ở vị trí CM mình thấy rằng anh em cứ dùng Gullit cho an toàn. Còn vị trí còn lại anh em có thể dùng Kevin De Bruyne hay là Marco Llorente. Sebastian Schweinsteiger thì rất xứng đáng để xếp vào hàng những cầu thủ có thể đá bên cạnh Gullit. Cầu thủ tiếp theo là Emmanuel Petit, một cầu thủ thuộc team Kohler của pháo thủ, team Kohler của Chelsea hay là team Kohler của đội tuyển quốc gia Pháp. Emmanuel Petit với OVR lên tới 117 và hiện tại vẫn chưa có ai đặt mua thì chắc chắn giá sẽ giảm thôi. Peter Schmeichel, mùa giải năm nay thì cha con nhà Schmeichel đều có trong sự kiện Top Transfer năm 2022. Veron, một tiền vệ tài năng của bóng đá Argentina,
trong những thập niên đầu của những năm 2000, một cầu thủ từng gia nhập Manchester United nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng, và trong game này thì cũng như vậy. Một điểm yếu của Veron đó chính là giá thành rất là cao, hiện tại rơi khoảng 2.8 tỷ, mà điểm yếu khác của Veron trong những thẻ mùa giải trước đây thường thuộc về vấn đề thể lực và sức mạnh. Khi mà ở vị trí CM thì người ta thường ưa chuộng những CM có khả năng đè, có khả năng gọi là nói chung là châu bò đấy anh em ạ. Chứ còn những cầu thủ như Veron thì thường ít được sử dụng. Một cầu thủ khác của team Color Manchester United, một huyền thoại của bóng đá Thụy Điển, Henrik Larsson chỉ có cao 1m7x cho một ST thì tất nhiên là không ai dùng mấy rồi. Đây cũng là một trong những huyền thoại chắc chắn sẽ bị quên lãng trong cái thẻ mùa giải này. Ví dụ như Gary Lineker của mùa Retro năm 2022, mình thấy rất ít người dùng. Sadio Mane, Rudiger, bản Rudiger này thì có thể là sẽ rẻ hơn Rudiger của mùa Totti, mùa Tost hay là mùa UCL đấy, mình nghĩ là như vậy. Một cầu thủ khác của Manchester United CDM đó chính là Casemiro. Hiện tại thì Casemiro đang phải dự bị cho Eriksen. Eriksen thì có OVR thấp hơn Casemiro 2 OVR ở trong thẻ mùa giải này. Đứng bên cạnh Casemiro, mình thấy rằng đây là một trong những tiền đạo hot nhất của mùa giải năm nay. Rất nhiều người đang đặt mua, nhưng theo cá nhân mình đánh giá thì mình vẫn đánh giá cao Calhanoglu và Patrick Kluivert hơn. Còn thì Erling Haaland ở thẻ mùa giải này thì chỉ là thẻ mùa giải tốt nhất của cầu thủ này thôi. Theo mình đánh giá là như vậy. Khi mà mùa mới ra thì thường được búp anh em ạ. Tua Chemi, một CDM của Real Madrid, tài năng trẻ của bóng đá Pháp. Hiện tại bóng đá Pháp mình nghĩ là đang dư thừa tài năng, quá nhiều tài năng. Camavinga nữa. Gabriel Jesus, tiền đạo của Arsenal. Thật ra thì ai bui team Arsenal hay là bui team Brazil thì mới dùng thôi. Chứ còn gì, mình thấy cũng ít người đá Gabriel Jesus. CB này là Matthias De Ligt. De Ligt thì rất hay là bóp team và đang tân binh của Bayern Munich, hùng xám xứ Bavaria. Cầu thủ tiếp theo là Robert Lewandowski, cũng có khá nhiều người đặt, nhưng mà mình đánh giá rằng càng về sau thì những thẻ mùa giải của Lionel Messi, Ronaldo hay là Robert Lewandowski thì càng không bán nữa, khi mà những cầu thủ này đều có tuổi rồi. Raheem Sterling, nếu ai muốn tấu hài thì cứ mua về. Darwin Núñez thì là một bom tấn khác của giải bóng đá ngoại hạng Anh năm nay, bên cạnh Anthony, bên cạnh Erling Haaland, nhưng mà thấy khá là khiêm tốn, ít người đặt mua lắm em ạ. Cũng chẳng đặt mua ra mắc nữa, bộ chỉ số thì cũng tương đối thôi, xem với Erling Haaland đấy, nhưng mà mình nghĩ là vào trong game thì khó cho Darwin Núñez, khi mà anh khó có thể sánh cùng với lại Erling Haaland, kể cả giải bóng đá ngoại hạng Anh bây giờ cũng vậy. Nhiều người có niềm tin vào tương lai, nhưng mình thì mình không. Erling Haaland thì quá bá cho phần còn lại. Đây là một trong những CB có lẽ là hứa hẹn nhất của mùa giải này, mùa giải tốt nhất của Kim Min-jae hiện tại đang thi đấu cho Napoli. Ở trong game thì tên là Latium đấy anh em ạ, còn ở ngoài đời thì là Napoli. Mùa trước thì thi đấu cho Fenerbahce, trước đó thì thi đấu cho Bắc Kinh Quốc An. Richarlison ST của Brazil thì mình thấy cũng sẽ rất ít người sử dụng thôi, cao có 1m81. Trung vệ này thì anh em cũng chẳng xa lạ gì rồi, mới chia tay Juventus và chuyển sang LA Galaxy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Rafinha thi đấu ở vị trí RM, mình thấy là đây là một con hàng tương đối hứa hẹn. Rafinha rất đẳng cấp nha anh em. Nhiều bạn fan MU thì cho thằng Anthony sẽ đá tốt hơn Rafinha, nhưng mà không có chuyện đó đâu. Anthony còn phải mòn đít ở đội tuyển quốc gia Brazil dự bị cho Rafinha. Rafinha đá rất hay. CDM này là Kevin Phillips, một tân binh đắt giá của Manchester City. Tiếp theo là Dybala ở vị trí CF, cũng rất kén người dùng. Mình không hiểu sao Dybala lại không chuyển sang ngoại hạng Anh, lại thi đấu cho AS Roma. Tiếp theo là Romelu Lukaku. Lukaku hình như là gà son của Nexon hay sao, rất nhiều thẻ cầu thủ của Romelu Lukaku luôn. Isco, cầu thủ này mới chuyển sang Sevilla từ Real Madrid. Thật ra thì những cầu thủ dưới này rất khó đá, hầu như là những cầu thủ quốc dân của những anh em tầm trung bình yếu thôi, chứ còn thì tầm lên cao một chút rất ít người khó đá những cầu thủ này. Đa phần chỉ là bui team Kohler thôi. Anh em có thể nhìn thấy Cucurella, tân binh của Chelsea, hay là Eriksen, tân binh của Manchester United. Team MU hiện tại đang rất là ưu ái. Riêng mùa giải hôm nay mình có thể kể cho anh em xem Peter Schmeichel, Sebastian Schweinsteiger, Veron, Henrik Larsson, rồi thì Casemiro, rồi thì Eriksen. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là vẫn không có RB nha anh em. Không có RB luôn. Không có RB của Manchester United thật sự chất lượng, khi mà Gavi Nevi vẫn chưa xuất hiện ở trong game này. Khó hiểu Vitinha tân binh của Paris Saint-Germain. Đây là Kasper Schmeichel, con trai của Peter Schmeichel, huyền thoại phía bên trên Timo Werner. Timo Werner cũng là một tiền đạo tương đối nên dùng ở mức thẻ cộng 5, xuống mức thẻ cộng 1 thì mình nghĩ rằng hơi đuối. LB này thì mình không biết tên là gì. Nếu anh em có biết thì có thể comment ở đây, mình không nhầm thì là Costerman đúng không anh em? Tầm dưới này thì nói chung là cũng rất ít biết rồi anh em ạ. Đây là Lucas Digne, cầu thủ mới chuyển sang Toronto FC thuộc giải MLS, giải bóng đá nhà nghề Mỹ.
Radup này chắc chắn là Gareth Bale rồi, gôn thủ của Real Madrid mới chuyển sang LA Galaxy cùng với trung vệ phía bên trên anh em. Đây là CM tài năng trẻ của bóng đá Bỉ mới ra lập AC Milan, nhưng mà mình không biết cầu thủ này tên là gì, xuống tầm dưới này thì cũng rất ít biết anh em ạ. Thật ra những cầu thủ tầm 113, 112 đổ xuống thì rất là khó, và những cầu thủ này đa phần thì anh em sẽ mở ra để làm gì. Mình nghĩ là sắp tới thì game sẽ cho ra phần trao đổi cầu thủ của mùa kick-off 22 để xả đi những cầu thủ 112, 113 như này thôi. Còn để đá thì mình nghĩ rằng phải tầm OR 114, khi mà bây giờ mình nghĩ rằng cái OBR cơ bản của game đã nâng lên tầm khoảng 114, 115 rồi. Không biết sang tháng có sự kiện mới, sự kiện rất là to offline giữa FIFA Online Mobile và FIFA Online 4 thì không biết có big update hay không, không biết có showcase hay không, nhưng mà mình nghĩ rằng nhé, bản thân mình nghĩ rằng nên bỏ cái thẻ đấy, bỏ cái thẻ kinh nghiệm đi, cho lương vào để cân lương như từ game FIFA Online 4 luôn. Nhà phát hành đang làm thẻ đấy, thẻ kinh nghiệm cho cái OBR lên cao quá. Anh em có đồng quan điểm với mình là như vậy hay không? Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay cho mình xin like và subscribe của kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau.